Trong phần này là phần mưu lược kinh tế của Đặng Tiểu Bình. Những cải cách cũng là giải phóng về sức sản xuất. Cách mạng là giải phóng sức sản xuất. Cải cách cũng là giải phóng sức sản xuất. Lật đổ nền thống trị phản động và chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến và chủ nghĩa tư bản quan liêu, làm cho sức sản xuất của dân dân ở Trung Quốc được giải phóng. Đó là cách mạng. Cho nên nói cách mạng giải phóng sức sản xuất. Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa được xác lập về cơ bản, còn cần biến đổi về căn bản kinh tế, trói buộc về sự phát triển của sức sản xuất, thúc đẩy sự phát triển và coi đó là cải cách. Cho nên cải cách cũng giải phóng sức sản xuất. Trước kia chỉ nói phát triển sức sản xuất trong điều kiện xã hội chủ nghĩa, chưa cần thông qua cải cách để giải phóng sức sản xuất. Như vậy chưa đầy đủ, còn phải nói đầy đủ cả sức sản xuất và sự phát triển của sản xuất nữa. Có người nói cải cách của Đặng Tiểu Bình chỉ là trò mò theo đá để lội sông, không có lý luận gì. Lời nói đó là sai. Những câu nói dẫn trên đủ chỉ rõ quan hệ giữa lý luận về cải cách luận của Đảng và lý luận của cách mạng của Mao. Mới xem qua cải cách xã hội chủ nghĩa của Đảng và cách mạng xã hội chủ nghĩa của Mao xuất phát từ cùng lý luận và cùng kiến giải về mâu thuẫn cơ bản trong xã hội chủ nghĩa mà Mao Trạch Đông nêu ra vào năm 1957. Lý luận trên của Mao là trong xã hội chủ nghĩa giữa quan hệ sản xuất và sức sản xuất, giữa thượng tầng kiến trúc và cơ sở kinh tế tồn tại tình trạng vừa thích ứng vừa mâu thuẫn, không thích ứng. Đối với cách đề xuất đó thì Hội nghị Trung ương 3 của Đảng đã không chủ trương thay đổi và cho rằng nêu lên vấn đề đó thỏa đáng hơn một số vấn đề khác. Vấn đề lý giải thế nào đối với mâu thuẫn không thích ứng. Sự thật, Mao, Lưu và Đặng, mỗi con người đều có cách lý giải khác nhau. Chính sự khác nhau đó đã tạo nên sự bất đồng giữa Mao và Lưu trước cách mạng văn hóa, giữa Mao và Đặng trong cách mạng sau cách mạng văn hóa. Mao Trạch Đông phân quan hệ sản xuất và thượng tầng kiến trúc trong xã hội chủ nghĩa thành hai bộ phận: một bộ phận tiên tiến có tính chất xã hội chủ nghĩa như kinh tế công hưởng, chế độ pháp luật của nhà nước thiên chính vô sản, hình thái ý thức Marxist. Bộ phận này không mâu thuẫn hoặc là không thích ứng với sức sản xuất, ngược lại nó cung cấp động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của sức sản xuất, làm cho nền sản xuất phát triển nhanh hơn so với xã hội cũ. Bộ phận khác là nhân tố lạc hậu của nửa xã hội phong kiến và phi xã hội chủ nghĩa. Trong xí nghiệp công tư hợp doanh, nhà tư bản còn nhận lại. Trong một số hợp tác xã nông nghiệp còn có một bộ phận nửa xã hội chủ nghĩa. Xí nghiệp sở hữu tập thể cũng có hoàn toàn là xã hội chủ nghĩa, nhưng thượng tầng kiến trúc còn tồn tại, hình thái tư sản trong một số bộ nhà nước còn tồn tại, tác phong quan liêu. Bộ phận này mâu thuẫn, không thích ứng với sự phát triển của bản sản xuất, cần phải thông qua sự không ngừng cách mạng trong quan hệ sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực kiến trúc thượng tầng để giải quyết mâu thuẫn trước cách mạng văn hóa. Gọi đó là phái chính thống giữa đường lối đại hội 8 của Lưu Thiếu Kỳ làm đại biểu cũng thừa nhận hai cặp mâu thuẫn cơ bản mà Mao Trạch Đông nói, nhưng họ lặng lẽ thay đổi sự phân biệt giữa tiên tiến và lạc hậu thành mâu thuẫn giữa chế độ xã hội chủ nghĩa tiên tiến với sản xuất lạc hậu. Do đó phương thức pháp giải quyết mâu thuẫn nếu không thể kéo lùi xã hội tiên tiến lại thì chỉ làm cho nó phát triển thật nhanh sức sản xuất, khiến cho vế mâu thuẫn này có thể đuổi kịp vế kia. Mao Trạch Đông thấy cách đề xuất của đồng chí ở tuyến một có vấn đề, hình như là cho rằng quan hệ sản xuất đã tiến vượt sức sản xuất. Như thế chẳng phải là vi phạm nguyên tắc của chủ nghĩa Mác cho rằng quan hệ sản xuất phải thích ứng với tình hình của sức sản xuất sao? Trên thực tế, Lưu Đặng đã đề ra như thế chỉ là một sách lược để giữ vững đường lối nguyên tắc của Đảng trong Đại hội 8 nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển sức sản xuất. Đương nhiên, tiền đề lý luận của đề xuất sản xuất đó thì cũng thừa nhận quan hệ sản xuất thượng tầng và kiến trúc tiên tiến. Xã hội chủ nghĩa không làm trở ngại cho phát triển sức sản xuất. Sáng tạo của Đảng không chỉ là ở chỗ ông cũng đặt ra sức sản xuất lên vị trí hàng đầu như Lưu, mà trong việc giải quyết quan hệ giữa
sức sản xuất và quan hệ sản xuất, ông đã có sự suy nghĩ khác nhau. Ngay từ đầu thế kỷ thứ 60, thì suy nghĩ về phương pháp khôi phục và phát triển sản xuất ở nông thôn, đảng đã đề ra ý kiến giải quyết vấn đề về quan hệ sản xuất và thể chế. Cuối thập kỷ 70, khi phát động lại phong trào 4 hiện đại hóa, đảng đã đề xuất rất rõ ràng, muốn thay đổi mạnh mẽ sản xuất lạc hậu hiện nay thì tất nhiên phải thay đổi quan hệ sản xuất về nhiều mặt, thay đổi kiến trúc thượng tầng, thay đổi phương thức quản lý xí nghiệp công nông nghiệp và phương thức quản lý nhà nước đối với xí nghiệp công nông nghiệp. Nhìn bề ngoài như vậy là trở về với cách nghĩ của Mao, nhấn mạnh tác dụng trở lại của quan hệ sản xuất đối với sức sản xuất, nhưng phân tích kỹ một chút sẽ phát hiện thấy trong khi mà trở về với cách nghĩ của Mao, đảng đã có sự phát triển một cách đột phá. Mao cho rằng chỉ có những nhân tố lạc hậu phi xã hội chủ nghĩa mới mâu thuẫn với sức sản xuất, như thế coi là sự thừa nhận một loại quan hệ sản xuất nếu được coi là tính chất xã hội chủ nghĩa thì tuyệt đối không gây trở ngại cho sự phát triển của sức sản xuất. Hai, quan hệ sản xuất của xã hội chủ nghĩa dù có vượt quá trình độ phát triển hiện nay của sức sản xuất cũng không thể nào gò bó sự phát triển của sức sản xuất được. Theo đó suy ra, bản thân của chế độ xã hội chủ nghĩa không cần đến cách mạng, cách mạng chỉ cần đối với chủ nghĩa tư bản. Đảng cho rằng phán đoán một quan hệ sản xuất có phải là một xã hội chủ nghĩa không cần xem xét lại lợi thế lợi cho phát triển của sức sản xuất không. Nếu không lợi cho sự phát triển của sức sản xuất thì nó là trở ngại, dù về quan chủ quan cho nó mang một tính chất gì đó lạc hậu hay tiên tiến hơn so với sản xuất thì cũng đều nằm trong diện phải cải cách. Tại sao trước kia chỉ nói về phát triển sản xuất trong điều kiện xã hội chủ nghĩa mà không giải phóng sức sản xuất? Nguyên nhân là trong một thời gian dài người ta hình thành một thói quen suy nghĩ cho rằng chủ nghĩa xã hội tiên tiến không thể lạc hậu hơn sức sản xuất, chỉ có thể đi trước sức sản xuất mà đi trước thì không thể nào gò bó được sự phát triển của sức sản xuất được, mà ngược lại nó sẽ mở con đường rộng rãi cho sự phát triển sản xuất phát triển cách thoải mái. Như vậy thì đương nhiên sẽ không cần bàn tới và việc giải phóng sản xuất nữa. Vấn đề là cái gọi là quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng của xã hội chủ nghĩa tiên tiến trong một trình độ rất lớn là mô thức của Liên Xô rõ ràng đã gây trở ngại cho sự phát triển của sản xuất, nhưng cứ đổ thừa cho chủ nghĩa tư bản gây trở ngại và một mặt muốn nâng cao trình độ công hữu hóa, nâng cao sự thuần khiết của xã hội chủ nghĩa, loại cách mạng xã hội chủ nghĩa như vậy, thế tất ngược lại yêu cầu khách quan cần phải phát triển sản xuất hay sao? Càng cách mạng, mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và sức sản xuất càng lớn. Tại sao cải cách cũng là giải phóng sức sản xuất? Đảng nói, mọi cải cách của chúng ta đều nhằm vào mục đích là quét sạch trở ngại trên con đường phát triển sức sản xuất. Trở ngại là trở ngại, không phân biệt tiên tiến hay lạc hậu, xã hội hay tư bản chủ nghĩa, chỉ biết rằng qua thực tiễn chứng minh 20 năm, nó gò bó nghiêm trọng sự phát triển của sức sản xuất. Có trở ngại thì phải dẹp bỏ, có gò bó thì phải giải phóng. Không làm như vậy, sức sản xuất sẽ không thể phát triển được. Lý luận cải cách của đảng rõ ràng và rõ ràng như vậy, nhắm đúng điều chủ chốt. Đương nhiên, ông biết rõ rằng dẹp bỏ trở ngại cho sức sản xuất phát triển không phải là việc dễ dàng. Cho nên tính chất của cải cách giống như cách mạng trước kia cũng là để giải phóng sức sản xuất. Đảng cho rằng muốn phát triển sức sản xuất thì phải đi theo con đường cải cách thể chế kinh tế. Với việc cải cách, ông khai thác với 10 chữ mở cửa bên ngoài, làm sống động bên trong, mở cửa bên ngoài, chống lại việc khư khư đóng kín, làm sống động bên trong là phát huy tích cực của nhân dân. 10 chữ đó chẳng phải là giải phóng sức sản xuất hay sao? Thực tế Hội nghị Trung ương 3 đã khẳng định câu trả lời đó. 3.2. Điệu hoa cổ Phượng Dương ca ngợi khoáng tại huyện Phượng Dương chỉ là một năm mà vương mình, cái không hợp pháp sẽ hợp pháp cho nó. Đầu những năm 60, đứng trước vấn đề khó khăn là làm sao khôi phục sức sản xuất nông nghiệp, Đảng Thị Bình đã đề ra ý kiến quần chúng muốn áp dụng hình thức sản xuất nào thì nên áp dụng hình thức sản xuất đó, nếu không hợp pháp thì sẽ hợp pháp hóa nó. Đảng muốn đem đến cho hình thức sản xuất khoáng sản phẩm đến độ một danh nghĩa chính thức hợp pháp hóa cho nó. Nhưng lời Đảng không thực hiện được, việc khoáng phải làm chú khổ sở trong 20 năm qua các thời kỳ công xã nhân dân, nhất đại nhị công, tức là một quy mô lớn, hay là chế độ công
hữu hóa cao, nông nghiệp đại trại, các mương tư sản, tư bản cắt hết đợt này đến đợt khác, rốt cuộc là cái mà nông dân đã muốn thì đốt cũng không hết. Đến đầu thập kỷ 70, đàn ó sung lại trỗi dậy. Một ngày mùa đông năm 1978, phó đồn trưởng hải sản Tiền Cương ở huyện Thuận Dương, tỉnh An Huy là Nghiêm Hùng Sương đã triệu tập 21 người thuộc 18 hộ nông dân đến bàn làm thế nào để sản xuất từ cứu. Nghiêm đã đề ra chủ trương chia ruộng đến từng hộ. Lúc đó làn gió hội nghị Trung ương ba chưa thổi tới Tiền Cương ở Thuận Dương đã chia ruộng khoán sản phẩm, vẫn coi là việc làm phi pháp. 21 vị nông dân trong lòng đều tán thành sự đề xuất của Nghiêm, nhưng không ai là không lo lắng lỡ lúc lộ ra thì tai họa đến nơi, sẽ phải làm thế nào. Những lúc nông dân chất phát trung hậu nghĩ ra một biện pháp, họ lập một khuyến ước, chúng tôi phân ruộng đến hộ, các chủ hộ đều ký tên, nếu làm được mỗi hộ sẽ đảm bảo hoàn thành việc nộp lương thực cả năm cho nhà nước, không ngửa tay xin tiền và lương thực của nhà nước. Nếu không làm được, cán bộ chúng tôi xin cam chịu tù tội chém đầu. Mọi xã viên đảm bảo sẽ nuôi con nhỏ cho tới khi 18 tuổi. Bản khế ước đó nay được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Trung Quốc vì nó ghi lại một cách chân thực, gian nan và sự sợ hãi thời bắt đầu cải cách nông thôn. Phượng Dương là quê của Trung Nguyên Chương, hoàng đế khai quốc đầu tiên của triều Minh, nổi tiếng với điệu múa Phượng Dương Hoa Cổ. Có một lời ca kèm theo điệu múa lưu truyền được lưu truyền rất rộng, nói Phượng Dương, kể Phượng Dương thật là nơi đất tốt. Ngày từ ngày cái hoàng đế ra đời 10 năm sẽ có chín thì có 9 năm đói. Vì vậy người Phượng Dương có các chị phải mang trống hoa cổ đi tha hương. Sau giải phóng hơn 30 năm, người Phượng Dương sống nhờ vào cứu tế. Thời kỳ cách mạng văn hóa có lưu hành vài hoa cổ mới. Phượng Dương đất rộng không đủ lương, người dân lũ lượt đi tha hương, con cái đều lấy chồng xứ khác, không nàng dâu nào về Phượng Dương. Có người thống kê đầu năm 1978 có tới 3 vạn Phượng Dương rời quê hương đi kiếm sống. Tiểu Cương là đồn sản xuất nghèo nhất ở Phượng Dương. Năm 1976 sản lượng lương thực chỉ bằng 1/3 năm 1955. Cùng nghĩ tới những biến động đó là nguyên nhân vì sao nông dân Phượng Dương phải cam chịu tù tội, bắt đầu để dẫn đến việc thực hiện chia ruộng đất tự cứu. Trước khi Tiểu Cương chia ruộng đến hộ công xã Mã Hồ ở Phượng Dương đã thí nghiệm khoáng sản phẩm đến tổ được quản lý là bí thư tỉnh ủy lúc bấy giờ ủng hộ, có được chỗ dựa. Bốn lửa cải cách ở Phượng Dương nhanh chóng lan ra toàn huyện. Năm 1979 toàn huyện thực hiện khoáng sản phẩm đến tổ. Năm 1980 tiến đến việc thực hiện khoáng sản phẩm đến hộ, rồi khoáng sản phẩm khoáng tổ đến khoáng hộ, chế độ khoáng liên gia đình hình thành và bắt đầu tỏ ra có sức mạnh. Đội sản xuất Tiểu Cương trong năm đầu có sản phẩm đến hộ đã hiệu quả rõ rệt, thu nhập theo đầu người tăng 7 lần, sản lượng lương thực bằng 7 năm trước cộng lại. Người Phượng Dương từ chỗ bỏ quê hương đi kiếm ăn đã đến chỗ thừa lương thực không bán được, nông dân phấn khởi lại sáng tác bài lời ca mới: khoáng sản phẩm, khoáng sản phẩm, cứ đi thẳng đi không quanh quẩn, nộp xong cho nhà nước và tập thể, thắp còn lại chứa đầy kho lẫm. Trong Phượng Dương An Huy thí điểm khoáng sản đến tổ thì nông dân ở Hòa Hán Tứ Xuyên cũng hành động. Hòa Hán là huyện nổi tiếng ba dựa: lương thực dựa vào đi mua, sản phẩm dựa vào vay vốn, đời sống dựa vào cứu tế. Thời kỳ cuối cách mạng văn hóa, người nơi khác chỉ cần mấy chục cân phiếu lương thực là có thể mua được một cô gái ở đây. Việc khoáng sản ở tổ Hòa Hán thu được những thành tích rõ rệt sau khi trở thành một huyện tiên tiến cải cách nông thôn dẫn đầu cả nước. Sau hành động sáng tạo của dân An Huy Tứ Xuyên khiến cho một số vị ở Bắc Kinh không yên tâm, Phó Thủ tướng Trần Vĩnh Quý phụ trách về nông nghiệp là vội vã nói: như thế thì là khử huynh, là đi ngược lại với học đại đại trại. Có người còn nói khoáng sản phẩm đến hộ là đánh vào chế độ công hữu, là phục hồi là chủ nghĩa tư bản. Ngày 15 tháng 3 năm 1979, Nhân dân, Nhật báo đăng lên một số cột ở trang nhất một bức thư của quần chúng mượn lời nhân dân quần chúng nói: chế độ sở hữu ba cấp lấy đội làm cơ sở của cộng công xã nhân dân không thể lùi lại việc chia đất đến tổ, khoáng sản phẩm đến hộ, giữ vững không phân là đúng. Ngày 28 tháng 9 quyết định một số vấn đề đẩy nhanh phát triển nông nghiệp của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc một lần đều nói như sau: có thể khoáng công điểm
để tổ trên tiền đề đủ sản xuất thống nhất hạch toán phân phối, nhưng không cho phép chia ruộng làm riêng lẻ trừ những nhu cầu đặc biệt đến một số một số nghề phụ ở vùng núi xa xôi, giao thông bất tiện, có một vài hộ lẻ. Còn thì không được khoán sản phẩm đến hộ, nước bẩn và nước lạnh bắt đầu dội vào đầu cán bộ và quần chúng thực hiện khoán sản phẩm đến hộ. Hiện ủy huyện Phù Tây, An Huy là một trong những nơi lương thực khoán sản phẩm đến đầu hộ đầu tiên nhìn thấy hướng gió mà không thuận lợi từ bên trên chuẩn bị sửa lại việc khoán sản phẩm đến hộ. Vừa vặn lúc đó An Huy lại gặp một cơn đại hạn chưa từng có trong từ hàng trăm năm. Có người mỉa mai, có người vui mừng cũng như dịp này tính sổ với họ, nhưng những người đó đã tính sai. Vụ thu hoạch năm 1979, An Huy và Tứ Xuyên đều mùa lớn, tỉnh An Huy có 6 triệu mẫu bị hạn, nhiều nơi thiếu cả nước uống và người gia súc. Dự tính chống hạn tốt cũng giảm 50 vạn tấn lương thực, nhưng tình thế thực tế lại là sản lượng lúa mì trong toàn tỉnh lại tăng lên 400 triệu cân so với mức cao nhất trong lịch sử. Lương thực cả năm xấp xỉ những năm bình thường, tỉnh Tứ Xuyên liên tục trong 2 năm đã tăng lượng tổng cộng của 10 tỷ cân, thực hiện là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm mà tôi nghĩ đấy. Bây giờ Đặng Thiện Bình đã tính sổ ngày 31 tháng 5 năm 1980. Đặng đã mời một số đồng chí phụ trách trung ương và bảo rõ rằng sau khi chính sách ở nông thôn được nới rộng, một số các sản phẩm đến hộ hiệu quả rất tốt, thay đổi rất nhanh. Ông đặc biệt nhắc đến huyện Phụng Dương, nơi có điện Phụng Dương hoa cổ, thực hiện khoán sản phẩm một năm đã vươn mình. Đặng thông thả nói vấn đề chính có đồng chí lo lắng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến kinh tế tập thể không. Ông luận chứng: tôi thấy sự lo lắng đó là không cần thiết. Phương hướng chung của chúng ta là phát triển kinh tế tập thể, những nơi thực hiện khoán sản phẩm đến hộ chủ thể kinh tế hiện nay vẫn là đủ sản xuất. Những nơi đó là tương lai sẽ ra sao có thể khẳng định, chỉ cần sản xuất như vậy thì sự phân công xã hội và kinh tế hàng hóa ở nông thôn phát triển, chỉ tập thể hóa ở cấp thấp sẽ có thể phát triển lên tập thể hóa ở cấp mức cao. Ở những nơi kinh tế tập thể chưa được củng cố sẽ được củng cố. Vấn đề then chốt là phát triển sức sản xuất cần sáng tạo để tạo điều kiện cho tập thể hóa về mặt phát triển cùng một bước. Một là khoán sản phẩm đến những hộ làm thay đổi những tính chất của chế độ sở hữu tập thể. Hai là phát triển kinh tế tập thể trước cần phải phát triển sức sản xuất. Chỉ hai điều đó Đặng đã gạt bỏ được những dòng nước bẩn mà người ta hát lên ở chế độ khoán sản phẩm đến hộ. Vào tháng 9 năm đó, Trung ương Đảng lại ra một văn kiện chính thức nhận định dành cho chế độ khoán sản phẩm đến hộ. Những tỉnh còn nghe ngóng bắt đầu chuyển động. Đến năm 1983, trong toàn quốc một số đội sản xuất đã phát triển khoán sản phẩm đến hộ đạt 93%. Theo đó, phân chia chính quyền công sản, bỏ chế độ xã hội công sản nhân dân, khôi phục chế độ quản lý hương trấn thôn. Lịch sử diễn ra không ai dự đoán được. Nếu những lời Đảng nói ở đầu thập kỷ thứ 60 là được thực hiện, thì cải cách ở nông thôn ở thế kỷ 80 không cần cần thiết nữa. Đảng cũng thừa nhận những phát minh chế độ khoán trách nhiệm là thuộc về nông dân. Công công việc mà ông làm chẳng qua là cấp cho một đứa trẻ khó sinh một giấy chứng sinh, khiến cho nó trở thành công dân hợp pháp trên lãnh thổ xã hội chủ nghĩa. Tổng thiết kế sư đặc biệt quan tâm đến đứa trẻ mới sinh đó và gửi gắm hy vọng rất lớn vào nó. Năm 1982 đến năm 1986, trong 5 năm liền, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục dùng văn kiện đầu năm để chỉ đạo việc cải cách nông thôn. Năm 1984, Trung ương quyết định kéo dài khoán sản việc khoán đến 15 năm trở lên. Tháng 10 năm đó thì chính thức thông qua việc cải cách thể chế kinh tế chủ khoán do nông dân phát minh ra đã được cơn gió lốc thổi vào thành thị. Từ đó Trung Quốc tiến con đường cải cách thể chế kinh tế toàn diện. Thứ ba là đứng trước nông dân ngày càng giàu lên, người thành phố mất dần cảm giác ưu việt, lại một lần nữa nông thôn bao vây thành thị. Rất nhiều vấn đề lớn của Trung Quốc tìm thấy biện pháp giải quyết từ nông thôn. Cuộc cách mạng long trời lở đất cho Mao Trạch Đông lãnh đạo đã đi theo con đường lấy nông thôn bao vây thành thị. Thập kỷ thứ 50 thực hiện ba cải tạo lớn, đó là trước hết hoàn thành hợp tác hóa ở nông thôn, buộc công thương nghiệp ở thành thị một thời gian rất ngắn sau khi lên con đường xã hội chủ nghĩa.
Cuộc cách mạng lần thứ hai, cải cách cho Đặng Thị Bình lãnh đạo cũng bắt đầu từ nông thôn, một cải cách nông thôn đi lên rồi mới đến cải cách thành thị và toàn bộ thể chế kinh tế. Tại sao cải cách phải bắt đầu từ nông thôn? Đặng nói bởi vì nhân khẩu nông thôn chiếm 80% cả nước, nông thôn không ổn định thì toàn bộ tình hình chính trị sẽ không ổn định. Nông dân không thoát khỏi nghèo nàn thì nước ta chưa thoát khỏi nghèo nàn. Về tầm quan trọng của nông nghiệp, Đặng còn nói không nắm nông nghiệp thì thiên hạ đại loạn, bất kỳ thiên hạ xảy ra chuyện gì chỉ cần nhân dân no bụng thì việc đó mọi việc sẽ dễ giải quyết. Trong lịch sử Trung Quốc, tại sao khởi nghĩa và bạo động của nông dân liên tục công chức xét cho cùng đều là do dân không chống sống nổi, dân lấy ăn làm trời. Nhưng đến năm 1979, Trung Quốc vẫn có 1/4 số độ sản xuất, tức là khoảng 200 triệu xã viên thu nhập bình quân hàng năm lên đến 40 đồng trở xuống. Mỗi người mỗi ngày có khoảng 0,11 đồng. Đặng tính toán trước cải cách, đại đa số nông dân đều trong tình trạng nghèo khổ, nông dân phổ biến nghèo nàn, nghèo tới mức không đủ no ấm. Chính sự nghiêm trọng của vấn đề đó đã buộc người lãnh đạo trước hết phải làm cho nông dân chống giàu chống lên. Nông dân không giàu thì vốn hiện đại hóa không bàn tới được. Sự phát triển của công nghiệp, thương nghiệp và sự hoạt động của kinh tế các không thể xây dựng trên cơ sở là 80% nhân khẩu nghèo nàn, thực hiện được mục tiêu đưa thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 4 lần. Điều người ta lo lắng nhất là 80% nhân khẩu có thể đạt hay không. Đương nhiên, Đặng chọn nông thôn là một đột phá khẩu của cải cách. Không chỉ là nông thôn nghèo hơn so với thành thị còn cải cách hơn, mà vì trợ lực cải cách ở nông thôn nhỏ hơn so với thành thị. Nói một cách khác, cải cách ở thành thị khó khăn phức tạp hơn so với cải cách nông thôn rất nhiều. Tránh thực tránh hư, trước dễ sau khó, đẩy lên từng bước. Mưu lược đó đã giống như sự suy nghĩ của Mao Trạch Đông, khiến đặt trọng tâm của cách mạng ở nông thôn. Cải cách chẳng qua là sự vứt bỏ thể chế quản lý theo kiểu mô hình Liên Xô sao? Mô hình Liên Xô ở nông thôn thành công kém xa với mô hình thành thị. Chính sách nông nghiệp của Trung Quốc chịu ảnh hưởng của Liên Xô không lớn, ngay dù cho xã công xã nhân dân nhất đại nhị công cũng không tập trung thống nhất như ở nông trang tập thể của Liên Xô được. Phương thức sản xuất truyền thống lấy gia đình làm đơn vị, có sống gia giảng, dù có phê phán 20 năm về khuôn hướng tự phát tư bản xã hội chủ nghĩa ở nông thôn, quan niệm làm giàu ở nông thôn trước sau vẫn không chấm dứt được. Vì nông thôn không được hưởng tính ưu việt của xã hội chủ nghĩa, nhiều khi nhiều như những người thành phố, nông dân không có tiền lương như công nhân, nộp cơm to, tức là chế độ bao cấp ở nông thôn sẽ không bằng ở thành phố. Nông dân sẽ không thể tự chịu lỗ lãi, họ không dựa vào sự trợ cấp tiền vốn của nhà nước để kinh doanh, trừ khi bị mất mùa mới được nhà nước cứu tế. Kinh tế tự nhiên ở nông thôn dù lạc hậu hơn so với kinh tế kế hoạch ở thành phố, nhưng cải cách theo hướng thị trường thì nông thôn lại tiên tiến hơn thành phố. Để nông dân chuyển sang nền kinh tế thị trường hầu như là việc tự nhiên, thì còn phải nới lỏng khống chế là thực hiện được. Nhưng muốn cho một xí nghiệp do nhà nước quản lý và công nhân nó hướng theo thị trường thì lại là một cuộc cách mạng sâu sắc, trợ lực sẽ rất nhiều. Từ đầu thập kỷ thứ 60, Đảng đã đề ra lý luận con mèo, tức là đã lấy ý thức thấy cho nông dân những khuynh hướng khoáng sản phẩm đến hộ và kinh tế thị trường. Chính việc cải cách mở cửa do Hội nghị Trung ương lần 3 đề ra không có điểm ưu tiên nào cho nông dân, nhưng những đầu tiên hưởng ứng đầu tiên là lợi hại của đông đảo nông dân. Khi cuộc cải cách ở thành thị còn ở trong giai đoạn thí điểm thận trọng thì gió bão cải cách nông thôn đã thổi khắp lục địa Trung Hoa. Thành tựu cải cách nông thôn đã tạo ra một sức ép vô hình đối với thành thị. Sản phẩm nông nghiệp phong phú đa dạng đã từ nông thôn mà tràn vào thành thị, khiến cho những thành thị bỗng chốc thấy điểm tiền lương của nhà nước không đủ chi tiêu. Xí nghiệp tương trấn liên tục mấy năm đã phát triển tốc độ 20%, làm cho hình tượng của các xí nghiệp lớn ở thành thị trở nên mờ nhạt. Đứng trước nông dân ngày càng giàu lên, cảm giác về tính ưu việt vốn có của người thành phố dần tan biến. Họ cảm thấy quân đã đến trước thành, làn sóng cải cách nông thôn bị bao vây rồi. Sự thành công của cải cách nông thôn chứng minh là đáng đúng. Những người chống lại cải cách dần dần ít đi. Cuộc chỉnh đốn kinh tế
vào đầu năm 1979 là do tình thế cải cách của nông thôn phát triển đã sớm kết thúc vào năm 1981 và đầu năm 1983, nông thôn toàn quốc đã phế bỏ chế độ công sản nông dân và thực hiện chuyển biến lịch sử quan trọng trong việc khoáng sản phẩm đến hộ, quyền uy của Đảng và tính cách của tổng thiết kế sư của sự nghiệp giải phóng mở cửa Trung Quốc đã được xác lập. Bức tranh tổng thể về giai cấp, về việc cải cách Trung Quốc đã ngày càng rõ ràng trong tâm trí ông. Hội nghị toàn thể Trung ương 3 đã chỉ ra những nét chính về cải cách mở cửa, cụ thể là cải cách mở cửa thế nào, rất nhiều điều chưa rõ. Những vấn đề liên quan đến chủ thể kinh tế xã hội chủ nghĩa, tức là xí nghiệp quốc dân là lớn và vừa, y như vậy, thì khoán trong nông thôn đã gợi ý rất nhiều, mở rộng quyền tự chủ cho xí nghiệp có sức ảnh hưởng lớn đến tính chất sở hữu toàn dân không. Chế độ khoán gia đình đã phân chia quyền sở hữu của chế độ quân doanh đã giải quyết dễ dàng vấn đề này. Chế độ khoán ở nông thôn đã kết hợp rất tốt với trách nhiệm, quyền lợi, lợi ích xí nghiệp ở thành thị, đó mà giải quyết được ba mặt của nhà nước, xí nghiệp và cá nhân lâu nay không giải quyết được. Chẳng thoảng hay sao, nông dân lấy hộ làm đơn vị khoán, nhiều làm nhiều thì được nhiều, làm ít thì được ít, không làm thì không được. Nếu ở xí nghiệp ở thành thị cũng làm như vậy thì trở ngại coi như là ở chế độ bao cấp và tiền lương cố định, gây ảnh hưởng đến tính tích cực, sẽ chẳng tự động bị phế bỏ hay sao? Đảng cao hứng nói với khách nước ngoài, thành quả cải cách của nông thôn đã làm tăng lòng tin của chúng tôi. Chúng tôi đã vận dụng kinh nghiệm cải cách nông thôn vào việc cải cách thể chế kinh tế thành thị. Kỹ thuật cải cách ở thành thị đã xuất hiện bắt đầu từ vào thí điểm năm 1978, với sự cổ vũ của cải cách nông thôn mới được tiến hành một cách quyết định. Tháng 10 năm 1984, Hội nghị toàn quốc của Trung ương lần thứ 3 khóa 12 chính thức được thông qua quyết định về cải cách thể chế kinh tế, bắt đầu của cải cách về kinh tế toàn diện, lấy thành thị làm trọng điểm. Người ta gọi là quá trình nông thôn bao vây thành thị bằng hình tượng chữ khoán và thành phố. Sau 1.4, nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại. Một ngày mình sẽ được tìm hiểu ở phần sau.